Gấu trúc bất ngờ nổi điên tấn công người khiến hàng trăm du khách hoảng loạn bỏ chạy. Sẽ thật khó để có thể tin rằng một loài sinh vật đáng yêu và có phần ngốc nghếch như gấu trúc lại trở nên hung dữ, thậm chí là tấn công cả con người. Và sự việc sau đây chính là một minh chứng cho bộ mặt khác của loài sinh vật hiền lành này. Trong lúc đang ghé thăm và kiểm tra chuồng, nữ nhân viên sở thú bất ngờ bị một con gấu trúc hút thẳng vào người. Bà cố gắng khống chế con vật nhưng có vẻ mọi thứ đã hoàn toàn vô ích. Con gấu vẫn tiếp tục hung hãn ủi vào người nhân viên, thậm chí nó còn dùng tay quật ngã đối phương. Bà nhanh chóng nằm sõng soài trên mặt đất trước sự chứng kiến của hàng trăm du khách. Nó liên tục hành hạ, lắc lư nạn nhân như một món đồ chơi. Không chỉ vậy, con gấu này còn cắn người phụ nữ và không ngừng dùng tay đấm vào người nạn nhân. Dù nạn nhân đã nhiều lần hét lên trấn an con vật, nhưng nó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Bà đau đớn đạp vào con gấu trúc và cố gắng đẩy nó ra. Những người có mặt tại hiện trường đã vô cùng hoảng loạn. Mọi người không ngừng hét lên, cổ vũ cho người phụ nữ xấu số. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nạn nhân đã có thể thoát khỏi con gấu hung dữ này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, mọi người lại phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Mọi hành động dữ tợn ban nãy thực chất chỉ là trò đùa của chú gấu trúc mà thôi. Vốn có tính cách hiếu động nên cậu ta thường có cách chơi đùa khá hung dữ. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Có lẽ mọi người sẽ còn mất khá nhiều thời gian về sau để có thể thuần hóa được con gấu trúc hung dữ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của BeTalk. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.